tử vi tháng 6 âm lịch năm 2023 của người tuổi sửu đường đầu hàng lọt những rắc rối và căng thẳng. Bản mệnh khó có những giây phút thảnh thơi khi mà gần như trong suốt cả tháng này, bản mệnh sẽ phải thường căng thẳng đầu óc để xử lý những rắc rối khó khăn do hung vận quá lớn gây nên. Cục diện tương xung án ngữ là nguyên nhân chính khiến cho công việc của người tuổi sổ đối mặt với nhiều mỗi trở lực. Các mối quan hệ xã giao trở nên bất ổn, điều tiễn thị phi bộ vay khiến cho y tín của con giáp này bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, bạn không nên nóng lòng chứng minh bất cứ điều gì kẻo càng mua dây buộc mình. Hãy cứ bình tĩnh và làm việc đúng bổn phận chất lượng công việc sẽ chứng minh tất cả công việc không như ý kéo theo tài lộc có phần eo hẹp bản mệnh người tuổi sủ vẫn chưa thể đạt được mục tiêu như dự kiến vì thế mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn chỉ đủ để chi tiêu cho những khoản sinh hoạt phí bắt buộc cuộc sống rất dễ rơi vào tình trạng bế tắc nếu bạn không tiết kiệm hơn đầu tư kinh doanh có thể phát phải chiêu trò chơi xấu từ đối thủ hay tiểu nhân khiến bạn gặp nhiều khó khăn không mong muốn. Có dấu hiệu nghi ngờ đối với tình hình tài chính của con nhấp này nên bạn cần phải lưu ý hơn. Chuyện tình cảm cả hai đều cổ chấp không chịu nhượng bộ, cử chuyện bà nhỏ sẽ ra to thì đôi bên xung đột càng nghiêm trọng hơn. Tình cảm cũng khó mà hàn gắn vì quá mãi mê với công việc nên người tuổi sửu quên mất phải tìm cho mình một nửa yêu thương đối với người độc thân. Sức khỏe của người tuổi sửu vào tháng 6 âm lịch này không được tốt cho lắm, do suy nghĩ lo lắng nhiều khiến bạn bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn, mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần nhưng bạn cũng trở nên chủ quan, kẹo đệ kéo dài sẽ rất nguy hại. Tháng này bản mệnh đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ gìn sức khỏe tốt, vừa tiết kiệm được một khoản chi cho bệnh viện. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi Sửu luận về các phương diện trong cuộc sống. một Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng Kỷ Mùi cho thấy con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu không được tốt. Có nhiều khó khăn xuất hiện đòi hỏi bạn phải thật kiên trì, bền bỉ thì mới vượt qua được. Chiều ảnh hưởng của sùng thái tuệ nên tháng này khó mà có những giây phút thảnh thời hay rảnh rỗi. Điềm bảo tử vi cho thấy sự trải nghiệm qua nhiều biến động khả lợn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết mà còn có nguy cơ không đạt được kết quả như ý muốn. Đặc biệt, các mối quan hệ xã giao vô cùng bất ổn. Nếu không chú ý cách xử sự và nỗi năng của mình, rất có thể người tuổi Sửu sẽ vướng vào những điều tiễn thị phi bởi những việc mà bản thân không làm. Tiểu nhân ôm sẵn mỗi hiềm khích hay ghen tị với con giáp này sẽ chẳng thể bỏ qua cơ hội như vậy để bò nhỏ uy tín của người tuổi Sửu trong quá trình trao đổi công việc còn giáp này có thể nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp hay cấp trên về vấn đề chuyên môn trước tiên phải bình tĩnh để xem xét vấn đề chứ đừng vội khăng khăng khẳng định mà đắc tội với người khác nhìn chung những chiêu trò che xấu chèn ép cạnh tranh chức vụ là những vấn đề mà người tuổi sửu có nguy cơ đụng độ trong tháng 6 âm lịch này do là những sự cổ phát sinh bất ngờ và không có sự lường trước nên người tuổi Sửu thường mất bình tĩnh khó đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác bởi thế bạn nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý luôn có sự linh hoạt trong từng tình huống để không mất công lây hoay và còn dễ xảy ra sai sót ngoài ra bạn cũng không nên nóng lòng chứng minh bất cứ điều gì kẹo càng mua dây buộc mình. Hãy cử giữ bình tĩnh, làm việc đúng bổn phận, chất lượng công việc sẽ chứng minh tất cả. 2. Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của người tuổi sửu vào tháng kỷ mùa này không mấy dư giả. Đại hào án ngữ, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đã vậy lại luôn có những nguy cơ mất tiền mất của bất cứ lúc nào thu không kịp chi, cách quản lý tài chính của bạn cũng có dấu hiệu đáng báo động trong tháng này, cần sớm điều chỉnh kịp thời. Công việc không như ý kéo theo tiền tài cũng có phần eo hẹp. Bản mệnh người tuổi sổ vẫn chưa thể đạt được mục tiêu như dự kiến, vì thể mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn, chỉ đủ để chi tiêu cho những sinh hoạt phí bắt buộc, cuộc sống rất dễ rơi vào tình trạng thiểu thổn, bể tắc nếu bạn không biết tiết kiệm hơn. Cục diện tương xung cảnh báo các kế hoạch đầu tư kinh doanh có thể vấp phải những chiêu trò chơi xấu từ đối thủ hay tiểu nhân khiến bạn sẽ gặp nhiều khó khăn không mong muốn. Những áp lực mâu thuẫn gia tăng khiến cho con nhấp nay căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Thời điểm tháng 6 âm lịch, bên cạnh việc phải luôn giữ tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân trước những rủi ro tiềm ẩn, bạn còn cần nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tiết kiệm mà bản thân đã đặt ra. Tiền tiết kiệm không chỉ để đề phòng lúc những gặp khó khăn mà nó còn đảm bảo tương lai cho bạn, vì thế nên nghiêm khắc hơn trong việc này. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tình cảm của người tuổi sửu không được xuân sẻ vào tháng kỷ mùa này vì quá mải mê với công việc nên người độc thân quên mất phải tìm kiếm một nửa yêu thương cho mình. Duyên đến rồi đi, chẳng thể cưỡng cầu. Đôi khi bạn nên chấp nhận sự thật có phần đau lòng này. Đặc biệt có dấu hiệu nghi ngờ, hoài nghi trong tình cảm lứa đôi. Nếu cả hai đều cổ chấp không chịu nhượng bộ, cử chuyện bẻ sẽ ra to thì đội bên xung đột còn nghiêm trọng hơn. Tình cảm cũng khó mà hàng gắn bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh nhận giận hơn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng này do phạm cục diện tương xung thái tuệ nên người tuổi sửu không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước có dấu hiệu thể lực sụt sụt giảm, suy nghĩ lo lắng nhiều khiến cho bạn hay bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn, mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần, nhưng bạn cũng trở nên chủ quan, kéo dài, để rất nguy hại. Tháng nay, bạn mệt đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, tự bảo vệ bản thân trước những sự cố xảy ra. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi sổ vào tháng 6 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi kỷ sổ sinh năm 1949. Mệnh hỏa. Năm sao thủy diệu, nữ sao một đức khẩu quyết, phải thật kiên trì, bền bỉ thì mới vượt qua khó khăn thử thách. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cà phê. 2 tuổi Tân Sửu, sang năm 1961, mệnh thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, cần chú ý cách xử sự và nói năng của mình kẹo vướng vào những điều tiễn thị phi. Quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi hại, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu xám, màu nâu. 3. Tuổi quỷ sổ, sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, việc kiếm tiền trở nên khó khăn lại có nguy cơ mất tiền mất của. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi tý, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết nên tâm sự chia sẻ nói rõ nỗi khổ tâm khó khăn của mình với nửa kia quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tiểu nhân tuổi thân tuổi dần màu sắc may mắn màu trắng màu vàng kim năm tuổi tên sổ sinh năm 1997 mệnh thủy nam sao một đức nữ sao thủy diệu khổ quyết có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh dễ bị căng thẳng mệt mỏi quý nhân phù trợ tuổi sổ tuổi tỷ tiểu nhân tuổi ngọ tuổi dậu màu sắc may mắn màu tím màu nâu